Chiều nay, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2024. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, từ 36 hội viên ban đầu, đến nay Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trở thành tổ chức uy tín, chuyên nghiệp top đầu cả nước, thu hút hơn 600 doanh nhân tham gia. Không chỉ phát triển về số lượng, chất lượng hoạt động của hội ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến quan tâm và lắng nghe nhu cầu thực sự của hội viên, từ đó tạo sự tin tưởng, gửi gắm của cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 giai đoạn 2009-2012 và Huân chương Lao động hạng 2 giai đoạn 2013-2018. Nhiệm kỳ 2021-2024, với khẩu hiệu hành động nâng tầm, kết nối, phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh doanh, đối thoại chính sách, phát triển hội viên và hướng về cộng đồng. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận những nỗ lực và thành tích của Hội Doanh nhân trẻ trong thời gian qua và cho rằng 5 năm qua là nhiệm kỳ khó khăn của Hội Doanh nhân trẻ, gần một nửa thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng hội đã dành hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện hướng về người dân, lan tỏa tinh thần doanh nhân. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sức trẻ, bản lĩnh và trí tuệ, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và các doanh nghiệp hội viên sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ghi nhận thành tích 20 năm xây dựng và phát triển, cờ thi đua của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giai đoạn 2018-2021.